lộ lý do trương lăng hách và bạch lộc chia tay cư dân mạng đã tìm ra lý do trương lăng hách bạch lộc đường ai nấy đi bạch lộc trương lăng hách là cặp đôi phim giả tình thật nổi tiếng của cbiz tuy không lên tiếng thừa nhận nhưng nhiều bằng chứng do người hâm mộ tung ra đã khiến hai diễn viên không thể chối cãi sau khi ninh an như mộng lên sóng tin đồn này càng được chứng thực theo đó hạt ảnh tình từ trong hậu trường đóng phim của cả hai đã được tung ra vương tinh việt nam phụ ninh an như mộng còn nhiều lần gián tiếp thừa nhận mối quan hệ trên mức tình bạn của hai đồng nghiệp khi tham gia những chương trình giải trí để tuyên truyền cho phim, cặp đôi cũng có nhiều khoảnh khắc quan tâm. Biết từng sở thích nhỏ của nhau khiến Park Couple nội tim, khẳng định mối quan hệ tình cảm của họ rất tốt. Tuy nhiên mới đã biểu hiện của Trương Năng Hách Bạch Lộc làm fan khá hoang mang. Trên thảm đỏ đêm hội EQC, cặp đôi liên tục tranh ánh mắt của nhau hạn chế tương tác. Biểu cảm của Trương Năng Hách khi Bạch Lộc nên nhận giải khá thờ ơ, không giống cách một người bạn trai nhìn bạn gái. Đỉnh điểm là khi nam diễn viên trực tiếp đăng tải những đoạn cắt phỏng vấn, được cho bằng chứng hẹn hò của mình và bạch lộc kèm dòng chữ những nhận xét này đều là sai sự thật làm giấy nên tin đồn cả hai đã chia tay nhiều đồn đoán cho rằng cặp đôi chia tay là do sức ép từ trịnh công ty quản lý